Lão đầu hói này tên là Brad, là một kẻ cho vay nặng lãi độc ác và tàn bạo. Cách thức thu tiền con nợ của hắn ta khá độc ác và tàn nhẫn. Hắn đã huấn luyện một người đàn ông tên là Danny như một con chó để làm việc cả đời cho mình. Ngay từ khi Danny còn nhỏ, anh ấy đã bị nhốt trong lồng, cho ăn thức ăn dành cho chó và được tẩy não để vâng lời. Năng lực tinh thần của anh ta chỉ bằng một đứa trẻ, vì anh ta không biết nói hoặc hành động ngoài những gì được dạy cho anh ta. Danny luôn có một chiếc vòng cổ đặc biệt dành cho thú cưng. Khi đeo nó có vẻ vô hại, nhưng ngay sau khi chiếc vòng cổ tháo ra, anh biến thành một con chó sói hung hãn và giết bất cứ ai làm phiền chủ của mình. Ông chủ tàn nhẫn với Danny và ông ta thường xuyên đánh đập và lăng mạ anh ta. Nhưng vì Danny không biết điều gì tốt đẹp hơn, nên anh ấy nghĩ rằng im lặng và vâng lời là một hình thức thể hiện tình cảm để đáp lại. Một ngày nọ, sau khi đánh người vì tiền, Brad hắn đưa Danny về địa bàn. Một người đàn ông nhận thấy trán Danny đang chảy máu và đưa cho anh một miếng băng. Nhưng Danny quá ngây thơ nên anh ấy không hiểu mục đích của nó làm gì. Anh ta chỉ cần quay trở lại lồng của mình và bắt đầu luyện đấm bao cát. Anh cũng có một cuốn sách dành cho học sinh lớp 1 dùng để giải trí. Hôm nay anh học được một vài từ mới và tỏ ra rất hứng thú với việc học. Ngày hôm sau, chủ nợ tiếp tục mang anh đi để đe dọa con nợ. Nhưng mục tiêu hôm nay của họ là một doanh nhân giàu có nợ ông chủ Brad rất nhiều tiền. Hắn ta không giống những người khác mà ông chủ đã đối phó, vì hắn ta biết công dụng chiếc vòng ở cổ Danny. Để ngăn Brad kích hoạt Danny, họ kéo Brad ra xa trước khi ông ta có thể tháo vòng cổ của Danny ra. Họ đánh ông ta và Danny cứ bối rối nhìn chủ nhân của mình, anh không biết nên làm gì. Sau đó ông chủ cố gắng đánh lại bọn chúng và cuối cùng cũng đã cởi được xích ở cổ Danny ra. Ngay lập tức kích hoạt con thú trong người Danny, anh chiến đấu và kết liễu kẻ thù ngay lập tức. Kỹ năng chiến đấu khác thường của anh, không để một người nào kịp ra tay trước. Bên kia, một anh đầu hói tên ta là Wyatt, là người tổ chức một trận đấu ngầm. Khi nhìn Danny, anh ấy nhìn thấy cơ hội kiếm được nhiều tiền. Sau khi con nợ bị đánh gần chết hết, ông chủ Brad lấy tiền và đi ra ngoài. Mặc dù Danny đã cứu mạng ông ta, nhưng ông chủ rất tức giận vì Danny đã không cứu ổng khi ông ta bị đánh phù mỏ. Sau đó ông gọi Danny là một con vật không xứng đáng với chủ nhân của mình. Tiếp theo sau đó, họ dừng lại ở một nhà kho đồ cổ. Để chắc chắn rằng bọn họ không bị đánh úp thêm một lần nào nữa, ông chủ Brad yêu cầu Danny ở lại nhà kho và theo dõi chặt chẽ chuông báo động. Khi nó phát sáng màu đỏ, anh ta sẽ ngay lập tức vào bên trong để giúp đỡ. Khi Danny chờ đợi, anh ấy nhìn thấy một cây đàn piano ở một góc của căn phòng. Anh nhớ đã nhìn thấy nó trong cuốn sách và bị thu hút bởi nó. Anh nhấn vài phím và một nghệ sĩ dương cầm mù bước vào phòng. Tên ông ấy là Sam và ông ở đây để điều chỉnh âm đàn piano. Khi thấy Danny thích chơi nó, ông đã giúp anh chơi đàn. Và đó là một trải nghiệm xa lạ đối với Danny vì anh ấy chưa bao giờ được đối xử tử tế như vậy trong cuộc đời. Trong suốt quá trình ông dạy cho anh, Danny anh không nói bất cứ điều gì, nhưng Sam ông dường như không để tâm chuyện đó. Để giúp Danny tập trung hơn, ông ấy yêu cầu Danny lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ. Điều này khiến anh nhớ đến chiếc còi báo hiệu mà chủ của anh đã bảo anh ấy xem. Danny thấy rằng nó đang được bật lên và lao vào bên trong để tìm chủ mình. Thấy ông chủ nằm trên sàn và bị đánh đập tơi bời. Ông ta và những đàn em của mình đã đánh bại được kẻ thù nhưng bị thương khá nặng. Sau đó, họ quay trở lại địa bàn của mình. Ngay lập tức ông chủ hét lớn vào mặt Danny, gọi anh bằng những cái tên xúc sinh khác nhau và đá anh vào lồng. Sau đó, Wyatt anh đến gặp ông chủ Brad và đưa ra một ý tưởng kinh doanh mới. Anh ấy muốn Danny chiến đấu trong trận chiến ngầm tiếp theo với nhà vô địch hiện tại. Vì trận chiến là một trận tử chiến chỉ kết thúc khi một người chết trên sàn đấu, vì thế nên số tiền vô cùng lớn. Nếu Danny có thể đánh bại nhà vô địch hiện tại, Brad sẽ kiếm được cả vài tỷ đô. Vì vậy, ông ấy không lãng phí một giây nào trước khi chấp nhận thỏa thuận. Ngày hôm sau, Danny được đưa lên võ đài. Đối thủ đã tham gia trò chơi sinh tử này được 3 năm và chưa bao giờ bị đánh bại. Mọi người đặt cược vào anh ấy khá nhiều và tự tin về kỹ năng của anh ấy sẽ giành chiến thắng. Khi trận đấu bắt đầu, Danny tung 3 cú đấm mạnh vào cổ hắn ta và giết chết hắn trong vòng chưa đầy 1 phút. Wyatt anh rất vui mừng vì đã tìm thấy một viên ngọc quý như vậy. Anh ta đưa cho Brad phần tiền của mình, hứa sẽ gửi nhiều hơn vào lần sau. Trên đường trở về, ông chủ với tâm trạng vui vẻ. Ông thúc giục Danny yêu cầu bất cứ thứ gì mà anh muốn. Danny nói một cách mơ hồ rằng piano, nhưng Brad ông coi anh như một con chó và không có tác dụng gì đối với một loại nhạc cụ. Đột nhiên, xe của họ bị một chiếc xe tải đâm phải. Hóa ra doanh nhân giàu có bị đánh ngày hôm qua đã đưa người của mình đến giết ông chủ Brad. Họ bắn liên tục vào chiếc xe, cuối cùng ông chủ của anh đã chết. Nhưng Danny vẫn còn sống vì chỉ có một viên đạn duy nhất trúng vào anh. Khi chủ của anh ta ra đi, anh ta chỉ còn một nơi để đi là đến nhà kho đồ cổ. Anh tìm thấy Sam sửa chữa những chiếc đàn, ông đã nhận ra anh thông qua bước chân của Danny. Anh bất tỉnh trước khi anh có thể yêu cầu giúp đỡ. Khi tỉnh dậy, anh ấy đang ở trên bề mặt mềm mại nhất mà trước đây chưa từng có. Anh ngây người và nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng dành cho người nước ngoài.
Hóa ra Sam ông đã đưa Danny về nhà và chăm sóc. Danny đã 3 ngày không tới nhà kho, vì vậy Sam ông rất vui vì cuối cùng anh đã trở lại. Anh vẫn chưa quen với việc được đối xử tử tế và bầu không khí mới mẻ này khiến anh ấy lo lắng. Con gái riêng của Sam, Victoria, trở về nhà và Danny sợ hãi sau đó trốn dưới gầm giường. Cô ấy nhận ra rằng anh ấy thật đặc biệt và mang một chiếc đàn xuống phía dưới gầm giường và bảo anh ấy sử dụng nó vì anh ấy thích đàn piano. Vào bữa tối, cả gia đình đợi Danny đến ăn cùng họ, anh đi ra ngoài tay ôm chặt cây đàn. Bởi vì anh ấy chưa bao giờ ăn trước mặt mọi người, sau đó anh ấy bắt đầu ngấu nghiến nó như thường ngày. Victoria ngăn anh ta lại và dạy anh ta ăn đúng cách như một con người bình thường. Hành vi kỳ quặc của Danny khiến cả gia đình Sam bật cười, khiến anh cảm nhận thấy một điều gì đó mà anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Sau đó, ông Sam cố gắng cởi bỏ chiếc vòng cổ ra, điều đó khiến Danny giật mình. Anh ấy từ chối để bất cứ ai chạm vào nó, vì vậy Sam ông cũng không ép buộc anh ấy. Sáng hôm sau, Sam và Danny đưa Victoria đến trường đại học của cô ấy. Trước khi chia tay, cô hôn lên má Danny khiến anh bối rối. Hóa ra anh cũng đã đọc về một nụ hôn trong cuốn sách dành cho học sinh lớp 1 và rất vui khi được trải nghiệm điều đó ngoài đời thực. Sam ông nhìn thấy điều này và mỉm cười với chính mình. Ông ấy nghĩ rằng Danny đã trải qua một điều gì đó tồi tệ trong cuộc sống và đã ảnh hưởng đến năng lực tinh thần của mình. Để giúp anh ấy hòa nhập với xã hội, Sam ông đưa anh đến một cửa hàng tạp hóa và yêu cầu anh tương tác với nhân viên thu ngân. Mặc dù lo lắng, Danny nhìn Sam nói chuyện với mọi người trong sự bối rối. Cuối ngày hôm đó, anh được ông nhờ đón Victoria từ trường học về nhà. Anh gặp cô gái một cách lo lắng và cả hai người đi ăn kem. Vào ban đêm, Victoria không ngủ được nên anh đánh thức Danny dậy và dạy anh cách chơi các phím cơ bản trên đàn piano. Sam ông nghe thấy tiếng họ từ phòng ngủ của mình, ông mỉm cười và nghĩ rằng Danny cuối cùng cũng mở lòng với họ. Trong một thời gian ngắn, Danny anh trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ. Một ngày nọ, Danny và Sam đang ở cửa hàng tạp hóa thì một số tên côn đồ bắt đầu đánh nhau. Sam và toàn bộ người mua hàng đều sợ hãi, nhưng Danny vẫn tiếp tục chọn các loại rau như thể không có chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Về đến nhà, Sam ông hỏi anh ta làm thế nào mà anh bình tĩnh được trong một tình huống như vậy. Danny chỉ trả lời rằng họ không đánh anh ấy nên anh ấy không gì phải sợ. Sam ông bị thu hút bởi câu trả lời và hỏi về quá khứ của Danny. Và ông ấy phát hiện ra rằng sự vô tội của Danny đã bị lợi dụng để khiến anh bạo lực và đồng cảm với anh hơn. Trong vài tuần tới, họ sống như một gia đình hạnh phúc. Danny anh cuối cùng cũng cho phép Victoria mở xích cổ của mình và anh ấy cũng giữ được bình tĩnh khi tháo nó ra. Rồi một ngày nọ, Sam ông đưa anh đến chỗ sửa chiếc đàn piano bị hỏng. Trong khi làm việc trên nhạc cụ, ông ấy nói với anh rằng ông và con gái Victoria sẽ chuyển về New York sau khi cô ấy tốt nghiệp. Danny rất đau lòng vì điều đó có nghĩa làm anh ấy sẽ lại không có gia đình nữa. Nhưng Sam nói rõ rằng họ sẽ mang anh đi cùng vì anh hiện là một thành viên của gia đình. Sau khi làm việc, Danny được trả một nửa số tiền vì anh ấy đã giúp ông. Anh hào hứng đi đến cửa hàng để mua một món quà cho mọi người. Nhưng trên đường ra ngoài, anh tình cờ gặp một anh chàng trước đây từng làm việc cho ông chủ Brad. Anh ta tiết lộ rằng Brad vẫn còn sống và đang tìm kiếm Danny ở khắp mọi nơi vì Danny là nguồn thu nhập chính của ông ta. Danny đồng ý đến chỉ vì anh ấy muốn biết cha mẹ mình là ai. Một lúc sau, Danny gặp ông chủ Brad và hỏi về mẹ của anh ấy. Brad trả lời rằng ông ấy đã tìm thấy Danny ở bên lề đường và không bao giờ buồn đi tìm cha mẹ của anh ấy. Sau đó, Danny bị đưa đến một trận tử chiến khác. Ông chủ của anh bắt anh ấy đeo vòng cổ sau đó cởi ra. Khi biết rằng chiếc vòng không còn tác dụng với Danny nữa, và Danny cũng từ chối giết bất kỳ ai, nhưng anh bị đẩy vào võ đài chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm. Hắn ta tiến tới đánh Danny nhưng anh không trả đũa. Để làm cho trận đấu trở nên thú vị, nhiều võ sĩ được đưa vào võ đài hơn, nhưng ngay cả khi Danny bị hành hạ dã man, Danny cũng không đánh trả lại bọn chúng. Đột nhiên, sau khi một võ sĩ giẫm lên tay Danny, một thứ gì đó trong não của Danny vang lên. Anh biến thành con người cũ của mình và không mất nhiều thời gian để đánh bại đối thủ. Vào cuối trận đấu, Danny lại bị đánh đập và ném vào lồng của mình. Ở một nơi khác, Victoria và Sam đang lo lắng cho Danny nhưng không biết đi đâu để tìm anh ấy. Về phía Danny, khi không có ai xung quanh, anh thoát ra khỏi chiếc lồng, sau đó tìm thấy một loạt ảnh trên máy chạm của Brad. Anh ấy nhận ra mình trong bức ảnh và anh ấy đang ngồi với mẹ của mình trước cây đàn piano. Sau đó, anh tấn công Brad và hỏi ông ta về mẹ mình lần cuối. Ông nói rằng mẹ anh là một con cave hay chiều chuộng ông ta trong nhiều đêm. Cô ta thậm chí còn đưa Danny bé nhỏ đến chỗ làm và không quan tâm đến anh. Nhưng Brad ông đã yêu cô ấy, vì vậy sau khi cô ấy chết vì bạo bệnh, ông ấy đã nhận Danny về và coi anh như là con chó của nhà mình. Ngày hôm sau, họ đang lái xe đi làm, thì Danny nghe thấy từ gia đình khiến anh nhớ đến Sam và Victoria. Anh cố tình lặng lái khiến xe va chạm và nhân cơ hội đó bỏ chạy. Sau đó, anh trở về với gia đình thực sự của mình, những người cũng đang nhớ nhung anh cũng được gặp anh ấy.
Khi biết chuyện về mẹ anh, họ cảm thấy tội nghiệp cho anh. Victoria mô tả bối cảnh của bức tranh và Sam ông nhận ra đó là một khán phòng mà ông ấy đã từng đến. Để tìm hiểu thêm về mẹ của Danny, họ đến khán phòng. Các nhân viên ở đó nhận ra cô ấy nhưng nói rằng cô ấy đã biến mất một ngày cùng với con trai của mình và không bao giờ quay trở lại. Victoria tìm thấy một nốt nhạc trong nền của bức tranh và sử dụng nốt nhạc đó để chơi piano. Giai điệu này chính là giai điệu mà mẹ của Danny thường chơi khi anh ấy còn nhỏ. Điều này gợi lại những ký ức mà anh ấy đã kìm nén trong nhiều năm. Đoạn hồi tưởng của anh đã cho thấy rằng mẹ anh ấy là một nhạc sĩ không có tiền. Do đó, cô ấy đã lấy tiền từ Brad để đổi lấy cơ thể của mình. Cô ấy luôn giữ Danny tránh xa công việc xấu hổ của mình, cho đến một ngày Brad phát hiện ra Danny. Khi mẹ anh từ chối cho ông ta cho gặp con của mình thì cô ấy đã bị giết và Danny bị bắt cóc. Sau khi lấy lại ký ức, Danny nhận ra Brad là người nguy hiểm như thế nào. Sau đó anh bắt Sam và Victoria cố gắng thu dọn hành lý để rời khỏi thành phố ngay lập tức. Nhưng trước khi họ rời đi, Brad và một nhóm lớn người của hắn ta đã đến tòa nhà chung cư của Sam. Danny giấu Sam và Victoria trong tủ quần áo của họ để đảm bảo an toàn trước khi chạy ra ngoài để đánh lạc hướng bọn côn đồ. Danny anh ta đối đầu với một người đàn ông tên là The Stranger. Hắn ta là một kẻ máu mặt được ông Brad thuê, hắn có với trình độ và kỹ năng tương tự như Danny. Họ lao vào một trận đánh nhau căng thẳng, khi The Stranger hắn ta rơi ra cửa sổ. Ngay lập tức Danny cố gắng hết sức để cứu hắn ta nhưng cuối cùng vẫn bị rơi xuống và chết. Cuối cùng, Brad ông đã đến nơi truy đuổi Danny và tìm ra căn hộ mà anh ta từng sống. Hắn ta đe dọa sẽ giết Sam và Veronica nếu anh ta không ra ngoài. Danny phải bất đắc dĩ tuân theo để cứu những người thân yêu của mình. Nhưng khi Danny anh đến gần Brad, anh tấn công lão ta và đánh đập anh ta một cách tức giận. Sam và Victoria lao ra khỏi tủ quần áo để ngăn Danny lại vì biết rằng anh ta không phải là kẻ giết người. Khi mọi thứ đã lắng xuống, cả ba ôm nhau cùng khóc lóc. Cùng lúc đó, cảnh sát đến và bắt giữ Brad vì vô số tội ác mà lão ta đã gây ra. Trong cảnh cuối cùng của bộ phim, Danny và Sam tham dự một buổi độc tấu piano nơi Victoria đang biểu diễn. Cô ấy nói rằng bản nhạc dành riêng cho một người đặc biệt và sau đó biểu diễn bài hát mà mẹ của Danny đã chơi nhiều năm về trước. Danny khi nhìn thấy cô ấy chơi đàn và anh đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cảnh quay này đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Nếu các bạn thấy phim hay đừng quên ủng hộ mình một like và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim kế tiếp.